DJ sẽ chơi lần lượt 15 bài hát, thì có cả nhạc Việt, nhạc Hoa, nhạc ngoại, nhạc tất cả mọi thứ đủ thể loại trên cái hành tinh này. Và nhà DJ sẽ đếm từ 1 đến 3. Sau khi bật nhạc thì chị phải nghe hiệu lệnh đúng số 3. Số 3. Nói chung là phải số 3 đúng không em? Số 3 nhá. Đúng rồi, từ giờ đến cuối thì nói cái giọng này cho em. Rồi ba. Và chị phải ra đây, chị bấm cái chuông, lát nữa em sẽ bê cái chuông ra đây. Có cái chuông. Có cái chuông đúng không? Bấm. Ok, rồi nhá. Bấm không bấm hỏng cái chuông là được. Và tiếp tục là Chị cứ làm thế em quên hết rồi. Trời ơi. Lâu lâu mới thấy có người đóng chiếc MC vậy đó. Và tiếp tục dạ, vâng, đi. Vâng. Xin mời DJ chơi bài hát đầu tiên. Ok. Chị Na, em có thể nào em bác này. Xin mời Hailey. Đây là bài Give Your Heart a Break, nhưng mà bản cover đúng không? Tại vì đây không phải giọng của Demi Lovato mà. Đúng rồi. Rồi, một điểm dành cho Hailey. Chơi tôi sai lầm khi tôi chơi với một nhóm nhạc. Tiếp theo là ca sĩ. Trời ơi, làm sao mình đoán được nhạc bây giờ? Tiếp theo là một bài hát mà được gọi là em không thể nào tưởng tượng nó là rất là hay như vậy. Bài gì mình nói lại nào. Đây là bài IDOL Idol của BTS. IDOL Idol. Bài tên là gì? Sai. Đây là bài Idol của BTS. Đúng, chính xác. Em thích rồi. Em thích làm bài, em thích tên bài. IDOL là bài gì? IDOL. Bài tên là Idol. Đây là IDOL. Em nói Idol rồi mọi người kêu ủa là bài gì? Mọi người sai hết rồi. Đây là ca khúc mới nhất của chị đó mọi người. Trời. Em không có biết gì hết, anh không quan tâm gì chị hết trơn à. Chị là một nhóm. Rồi, xin mời Việt Thi. Cô Chibi Hoàng Yến nè. Bài này là một bài... Đúng rồi, Hoàng Yến Chibi đó chị. Rồi, lên bấm đi chị. 3, 2, 1. Xin mời Kenji. Chị biết đây, nhưng mà chị không nhớ tên thôi. Vậy đây là bài No Boyfriend. Sai. Sai, ngồi xuống. Chị biết rồi, chị nhớ rồi. Dạ, rồi chị bấm đi. Em vẫn yêu đời. Đúng rồi. Ok. Quá đã được. Ba, em chưa đi. Mất lượt rồi. 3, 2, 1. Lúc nãy có phải em nói là ngay cái số 3 không? Ngay cái em số 3 ngay là số 3 hoặc cái số 1. Đúng rồi. Cái này là mình rồi. Vậy chị có quyền trả lời, cái này là ăn may nè. Đúng không? Lúc nãy em nói là ngay số 3. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok luôn. Chị trả lời đó là bài Chiều Lên Bảng Thưởng. Trời ơi, em tuổi thơ cái bài này lắm nha. Hồi xưa chị đi mua bài này đó em. Nên là chị nhớ ghê. Em hát bài này luôn á. Ủa vậy hả? Đó là lỗi của Tiếp nên là chị sẽ được 2 điểm. 2 điểm không? 2 điểm luôn. Không phải em đổ lỗi như vậy là do chị nhớ, em hiểu không? Là em bây giờ sửa lại đây nè. Là do trí nhớ của chị tốt chứ không phải lỗi của em. Em nói lại đi nè. Được, là do trí nhớ của chị tốt. Nên là em phải cho chị 2 điểm. Yeah. Wow. Em xin phép. Rồi. Ok, và chúng ta sẽ tới bài tiếp theo. Ba. Chưa. Vậy chỗ. Để chỗ nào? Ba. Vậy chỗ. Ủa vậy chỗ hả? Không được nước canh hả? 3, 2, 1. Đồ chị ăn đi chị. Ủa sao ngoài bấm vậy? Là nhường chị thôi á. Trời ơi, tự nhiên mấy em nhường chị ngại quá à. Nhưng mà Gia Linh này bây giờ nhường mà không trả lời được. Nhưng mà thôi, chị thích bài này rất là tâm trạng em à. Giống như chị cũng từng trải qua cảm giác này đi. Wow, nhìn mặt chị đã biết tâm trạng rồi ha. Bên đi làm bài 5, 4, nếu còn yêu đâu ai rời đi. Sai. Xin mời winner. Bài này là bài Ta Vẫn Còn Yêu. Sai. Bấm lại được không? Dạ được. Xin mời Gia Linh. Còn yêu đâu ai rời đi. Đúng rồi. Yeah. Trời ơi, giờ phải đếm luôn ha. Thấy tự nhiên nãy chị bảo chị không biết gì chứ, nãy giờ dành hết 3 điểm, 4 điểm. Em rồi. Mọi người có để ý không? Nếu như nhạc Việt thì chị sẽ biết, nhưng mà đưa nhạc tiếng Anh là chị chết liền. Ca khúc tiếp theo. Bài này nói nha. Ủa chị biết bài này luôn nè mà không nhớ nhạc. Bài chua lắm. Không nhớ không? 2 3 3 3 Ôi chưa đây. Em đi mời đi. 5. Đây là bài Lemon Tree. Bài về chua. Có những cái bài tiếng Anh kia mình không có nhớ cái được cái cơ. Bài gì mà nghe nó chua thế. Lemon Tree. Mọi người
Đếm đi. Đếm. 1 2. Không biết phải gì hết. 3. Dạ, xin mời Kenji. Dạ. Nhớ đây là bài Nhà Làn ơi. Làn ơi. Yeah. Ông chỉ biết bài này đấy em. Dạ. Có làn sóng xuyên qua não đúng không? Một làn sóng xuyên qua não kể từ khi em bấm cái chuông. Nhưng mà em đã bấm chuông rồi cho nên là chị mất quyền rồi. Ok. Tiếp theo. Sao hôm nay toàn nhạc Việt ta? Nhạc dễ thương quá. Dạ. À. 3, 2, 1. Đây là bài No Boyfriend. Đúng rồi. Mọi người, lắng nghe ca khúc tiếp theo nha. Tại sao không thấy nước mắt anh? 3, 2, 1. Lấy bấm đi chị. Xin mời gia đình. Yêu đắm say. Bài gì vậy? Nhưng sao em không buồn? Mọi người ơi, cái bài là cái bài mà ở trên con tum tôi nó nghe mỗi đêm. Chị Gia Linh cứ suốt ngày bắt tôi hát bài này. Nghe thôi chứ có biết tên đâu. Em biết gì? Hết giờ. Cái gì nhờ? Bài này có tên là Sao Anh Nở. Trời ơi, tôi quá. Cái bài này là đi Thành Thảo. Đi Thành Thảo hát hoài luôn. Hát hoài luôn đấy. Trời ơi, hai người về lại mặt đất đi. Đây là cái phim trường gì mà từ nãy đầu giờ cứ Thạch Thảo. Thạch Thảo. Tại vì đó là một cái kỷ niệm vui. Kỷ niệm vui đúng không? Gắn kết chị và Gina. Đúng rồi. Cho nên đây là chương trình này gắn kết chị với em đây này. Wow. Chắc hết yêu nhau đi em. Hãy để chắc chắn em muốn lắng nghe tim nói gì rồi nói cho anh nghe. Bây giờ mới vừa nói thế mà em cho một bài mà chị có nhớ mình biết thôi. Chị sao không biết đâu. Ủa gì hả? Trời ơi! 1, 2, 3. Rơi góc phố mùa thu em. Đúng rồi, bài này em nghĩ là anh Tiếp dành tặng cho chị. Thôi bây giờ anh hát luôn đi anh, anh hát luôn đi anh. Bây giờ mình nghĩ là mình đang mời cái chủ nhân của cái bài hát này dành tặng cho tất cả mọi người nha. Vâng, em xin hát tặng chị đoạn điệp khúc ạ. Vâng, tên là... À quên bài tên gì nhỉ? Ôi trời ơi, bài mình biết luôn. Bài em xin hát bài em, đoạn là em. Bài em để tặng chị á. 1, 2, 3. Em ơi em mà. Ơi. Em ơi là điều đẹp nhất trong anh. Em biết rồi mà. Em ơi em mà. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi. Sao em nói chị giữ nụ cười trên môi mà em qua em ôm bạn em vậy? Nãy giờ em nói nhầm, em tặng cho Kenji. Ok, ở đây là ca khúc cuối cùng nha mọi người. 3, 2, 1. Ủa tại sao? Xin mời Kenji. Không biết. Giờ đây là bài That's Girl. Đúng rồi. Sai. Đúng rồi mà. Sai. That Girl. Bài này là bài That Girl. Đúng rồi. Em chứ không phải That Girl. Trời ơi, tôi đảm bảo nếu như nghe nhạc tiếng Anh tôi sẽ thua B336. Yeah. Em làm gì em dạ, chị vẫn cay cú em với bài hát em của em đó nha. Không, tại sao lúc đó mình hát tặng chị mà em hát em nhìn chị em đã say đắm một lúc thì em mới nhận ra là áp lực quá. Hiện tại người cao điểm nhất đang là Hailey và chị Gia Linh. Wow. Bạn không hứa đúng không? Rồi. Trước tiên, xin mời chị Gia Linh về đội của Hailey. Ok. Mời hai bạn nam ra đây xếp hàng cạnh tôi nào. Rồi. Ok. Ra đây đứng em. Đây đứng nào. Đứng để anh xếp chỗ nào. Em cho chị gắt ngang xíu, mất lịch sự xíu nhưng bé. Chị có làm gì cưng không em? Trời. Sao cái mặt con kỳ quá vậy cưng? Trời ơi, từ đầu giờ chị để ý ra, từ lúc mà chị bước từ ngoài cánh cửa cái vô tới đông tây nam bắc nè, cái mặt em không có vui. Dạ. Lý do gì vậy? Không phải, tại chị hôm nay chị kiểu kế quá nên em phải trầm lại. Có nghĩa là chị biết sao không? Bình thường chương trình. Bạn này là cái bạn mà nho nhất. Thì bây giờ chị vô chị chiếm cái vị trí nho rồi cho nên em nó phải chăm lại. À rồi là cũng không phải là ghi đâu. Rồi, không phải giảm bừa. Đấy, thế nên là hai người nho mà cùng một đội là không được rồi. Rồi. Xin mời winner về đội bên này.